Thưa quý vị, tính từ 16 giờ ngày 20 tháng 2 đến 16 giờ ngày 21 tháng 2, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 46.880 ca nhiễm mới, trong đó có 19 ca nhập cảnh và 46.861 ca ghi nhận trong nước, giảm 331 ca so với ngày trước đó tại 62 tỉnh thành phố, có 32.975 ca trong cộng đồng. Cụ thể, Hà Nội 5.477 ca, Bắc Ninh 2.582 ca, Phú Thọ 1.908 ca, Quảng Ninh 1.898 ca, Thái Nguyên 1.862 ca, Hải Dương 1.815 ca, Hòa Bình 1.782 ca, Vĩnh Phúc 1.734 ca, Nam Định 1.715 ca, Hải Phòng 1.707 ca, Ninh Bình 1.684 ca, Bắc Giang 1.622 ca, Nghệ An 1.419 ca, Yên Bái 1.280 ca, Thanh Hóa 1.257 ca, Lào Cai 1.181 ca, Thái Bình 1.103 ca, Đà Nẵng 907 ca, Sơn La 860 ca, Bình Định 842 ca, Quảng Nam 842 ca, Tuyên Quang 833 ca, Hưng Yên 799 ca, Thành phố Hồ Chí Minh 797 ca, Quảng Bình 778 ca, Đắk Lắk 720 ca, Lạng Sơn 699 ca, Hà Tĩnh 689 ca, Khánh Hòa 596 ca, Lâm Đồng 477 ca, Cao Bằng 474 ca, Phú Yên 472 ca, Điện Biên 438 ca, Bà Rịa Vũng Tàu 376 ca, Bình Phước 365 ca, Hà Nam 329 ca, Đắk Nông 318 ca, Quảng Trị 313 ca. Thừa Thiên Huế 245 ca, Bình Dương 224 ca, Lai Châu 214 ca, Cà Mau 204 ca, Kon Tum 152 ca, Hà Giang 151 ca, Bắc Cạn 122 ca, Quảng Ngãi 118 ca, Bình Thuận 98 ca, Kiên Giang 76 ca, Tây Ninh 63 ca, Đồng Tháp 49 ca, Bến Tre 41 ca, Trà Vinh 38 ca, Bạc Liêu 33 ca, Cần Thơ 14 ca, Long An 13 ca, Vĩnh Long, Ninh Thuận cùng có 12 ca, Sóc Trăng 11 ca, Đồng Nai 8 ca, Tiền Giang 6 ca, An Giang 4 ca, Hậu Giang 3 ca. Bạn có video hấp dẫn. Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo. Hãy gửi về pluavongphapluattb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.